hoàn tất các kế hoạch mới cho một cuộc chiến tiềm tàng. Pháp tuyên bố sắp chuyển sang máy bay Mirage 2000 cho Ukraine. Lý do khiến Mỹ dọn sạch hành lang trên bộ tại châu Âu. Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đức vừa hoàn tất các kế hoạch mới cho một cuộc chiến tiềm tàng, bao gồm khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc và triển khai quân tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở sườn phía đông. Theo đó, ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phê duyệt khuôn khổ quốc phòng mới thay thế các hướng dẫn có từ năm 1989, giữa bối cảnh ngày càng lo ngại về các mối đe dọa từ Nga. Kế hoạch mới nêu rõ những chi tiết như chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và quy định các nhà sản xuất chỉ sản xuất hàng hóa phục vụ xung đột. Nhiều vùng có thể bị sơ tán, các ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe và các công trình khác sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời. Bên cạnh đó, báo Bild của Đức đưa tin, chính phủ Đức được cho là có kế hoạch kiểm soát việc phân phối thực phẩm để đối phó với kịch bản khan hiếm lương thực trong trường hợp xảy ra xung đột. Những biện pháp dự phòng đó bao gồm dự trữ lúa mì và các loại ngũ cốc khác ở những địa điểm bí mật. Ngoài ra, những sửa đổi trong khuôn khổ cũng phản ánh sự mở rộng về phía đông của NATO. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, Đức không còn là quốc gia tiền tuyến mà đóng vai trò là trung tâm của các lực lượng đồng minh ở châu Âu. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, các kế hoạch mới phản ánh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, đồng thời cảnh báo các nhà lập pháp Đức rằng nước này phải sẵn sàng cho xung đột vào năm 2029. Trước đó, theo Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer, Nga sẽ phải mất từ 5 đến 8 năm để tái thiết lực lượng vũ trang sau xung đột khốc liệt ở Ukraine. Ông Pistorius kêu gọi mở rộng lực lượng vũ trang và yêu cầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc bởi Đức hiện chỉ có khoảng 181.000 thành viên đang tại ngũ. Nước này bãi bỏ quân dịch vào năm 2011 và gặp thách thức về tình trạng thiếu thiết bị. Theo một báo cáo của Quốc hội Đức năm 2023, với tốc độ phục hồi quân sự hiện nay, Đức có thể phải mất nửa thế kỷ để củng cố lực lượng vũ trang. Trong một diễn biến liên quan, ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Scholz cảnh báo sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh về Ukraine dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ vào tuần tới. Theo ông, hội nghị này là nơi để tập hợp các quốc gia ủng hộ Ukraine. Ngày 6 tháng 6, Tổng thống Macron tiết lộ Pháp sẽ chuyển giao chiến đấu cơ Mirage 2000 và đào tạo phi công Ukraine theo khuôn khổ hợp tác quân sự giữa hai nước. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, chúng tôi sẽ khởi động chương trình hợp tác mới và công bố chuyển giao chiến đấu cơ Mirage 2000 năm do nhà sản xuất Dassault của Pháp phát triển cho Ukraine, cũng như đào tạo phi công Ukraine tại Pháp. Mặc dù vậy, ông không tiết lộ nước này sẽ chuyển bao nhiêu máy bay. Tổng thống Pháp cho biết, khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée ở Paris, ông sẽ đề xuất chương trình đào tạo phi công Ukraine từ mùa hè này. Ông Macron cho biết, Ukraine đang đối mặt với thách thức lớn về việc huấn luyện binh sĩ khi họ cố gắng huy động thêm hàng chục nghìn người ra tiền tuyến. Ông nhấn mạnh, Paris sẽ trang bị và đào tạo một lữ đoàn gồm khoảng 4.500 binh sĩ Ukraine để họ sẵn sàng bảo vệ đất nước khi trở về từ Pháp. Tổng thống Pháp tiết lộ, Kiev cũng đã yêu cầu các đồng minh phương Tây gửi sĩ quan đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quân số trong cuộc chiến với Nga. Ông Macron nói, Tổng thống Ukraine và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ông ấy đã yêu cầu tất cả các đồng minh trong lá thư gửi 48 giờ trước rằng chúng tôi cần các bạn huấn luyện chúng tôi nhanh hơn và hãy làm điều này trên đất nước của chúng tôi. Có nhiều tin đồn cho rằng ông Macron có thể sớm gửi sĩ quan huấn luyện người Pháp tới Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cho biết họ sẽ cùng các đồng minh quyết định và nhấn mạnh rằng ông không coi động thái này của Paris là leo thang căng thẳng. Ông nói, chúng tôi đang làm việc với các đối tác và sẽ hành động trên cơ sở quyết định chung. Ngoài máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, Kiev từ lâu đã kêu gọi được viện trợ máy bay chiến đấu Mirage 2000. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1 năm nay, chỉ huy không quân Ukraine cho biết những máy bay này có thể so sánh với F-16, nhưng được coi là cơ động hơn sẽ giúp tăng tiềm năng chiến đấu của phi đội Ukraine. Mirage 2000 được xem là một trong những mẫu tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp với việc xuất khẩu tới 8 quốc gia. Hơn 600 chiếc được chế tạo. Máy bay thiết kế với kiểu cánh tam giác có ưu điểm lớn cho phép bay tốc độ cao, đơn giản, diện tích phản hồi radar thấp. Trên cửa hút gió máy bay có thêm hai cánh mũi nhỏ giúp máy bay xoay trở tốt hơn khi quần vòng không chiến. Mirage 2000 có chiều dài 14,36m, sải cánh 9,13m, chiều cao 5,3m. Trọng lượng giống của Mirage 2000 là 7.600kg. Trọng lượng cất cánh tối đa 17.000kg. Tổng khối lượng vũ khí một chiếc Mirage 2000 có thể mang theo lên đến 6.300kg.
kho vũ khí với pháo 30mm trong thân. Với 9 điểm treo vũ khí, chúng có thể trang bị nhiều tên lửa, trong đó có Mika, R-550 Magic và tên lửa chống hạm AM-39 Exocet. Vận tốc cực đại của chiến đấu cơ Mirage 2000 đạt Mach 2,2. Mirage 2000 có tầm bay 1.450 km, trần bay 18.000 m. Tầm phát hiện mục tiêu tối đa của Mirage 2000 ở chế độ đối không là 110 km và ở chế độ đối đất là 37 km. Radar của Mirage 2000 có thể phát hiện 24 mục tiêu, theo dõi đồng thời 8 mục tiêu và dẫn đường cho vũ khí tấn công 4 mục tiêu cùng lúc. Pháp có khoảng 26 máy bay Mirage 2000 năm và 65 máy bay Mirage 2000D cũ đang hoạt động. Theo bảng xếp hạng lực lượng không quân thế giới của Fly International, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều đã cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, mặc dù chưa có chiếc nào được chuyển giao. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bỉ sẽ cung cấp 30 chiếc F-16 được sản xuất từ những năm 1980, nâng tổng số máy bay đã cam kết chuyển giao lên 85 chiếc. Khi xung đột Ukraine mới bùng phát, Tổng thống Macron thường xuyên đưa ra những phát ngôn thận trọng, cảnh báo các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khác rằng việc gửi vũ khí hạng nặng tới Kiev có thể là một động thái leo thang. Tuy nhiên, mới đây, ông đã trở thành một trong những lãnh đạo NATO ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất, tuyên bố hồi đầu năm nay rằng ý tưởng gửi bộ binh phương Tây đến Ukraine là không thể bị loại trừ. Ông Macron tuyên bố, chúng tôi đứng về phía Ukraine. Ukraine được phép tấn công các mục tiêu mà từ đó Nga phóng tên lửa, nhưng chúng tôi cầm tấn công dân thường bằng vũ khí của chúng tôi. Mới đây, tờ Telegraph cho biết, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đang lên kế hoạch tạo ra các hành lang trên bộ nhằm đảm bảo quân đội Mỹ có thể nhanh chóng tiếp cận tiền tuyến trong trường hợp xảy ra những kịch bản nóng. Tờ báo Anh tiết lộ, kế hoạch này được Mỹ và NATO chuẩn bị để đối phó với khả năng xảy ra xung đột ở châu Âu nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm ẩn từ phía Nga. Theo kế hoạch, binh sĩ Mỹ có thể đến một trong năm cảng được chỉ định và sau đó di chuyển theo các tuyến đường hậu cần đã được lên kế hoạch trước trên khắp châu Âu. Kế hoạch này dự kiến các lực lượng Mỹ sẽ đổ bộ vào Hà Lan, sau đó di chuyển qua Đức bằng tàu hỏa để đến Ba Lan. Các lựa chọn khác bao gồm sử dụng các cảng tại Ban Căng, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo nêu rõ, trong các hành lang này, quân đội các quốc gia sẽ không bị hạn chế bởi các quy định địa phương và sẽ được tự do vận chuyển các lô hàng quân sự và vũ khí mà không bị hạn chế thông thường. Cuộc xung đột tại Ukraine đã chứng minh rằng các căn cứ hậu cần của Kiev rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chính xác từ Nga. Theo chỉ huy Bộ Chỉ huy Hỗ trợ và Hỗ trợ chung của NATO, GSEC, Trung tướng Alexander Solfrank, những căn cứ lớn như ở Afghanistan hay Iraq không còn khả thi vì dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào. Ông nhấn mạnh, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, bạn không cần phải là một nhà phân tích nào đó. Việc tham gia vào một cuộc xung đột toàn cầu nào đó là đi ngược lại lẽ thường. Và một cuộc xung đột toàn cầu sẽ đưa toàn thể nhân loại đến bờ vực diệt vong, đó là điều hiển nhiên. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói thêm rằng những lời lẽ mang tính hủy diệt như vậy chỉ đơn giản góp phần tạo nên cơn cuồng loạn quân sự gây ra mối đe dọa. Tại hội nghị do Paris tổ chức về vấn đề Ukraine ngày 26 tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về khả năng gửi quân tới Ukraine dù chưa đạt được sự đồng thuận, khả năng này vẫn chưa bị loại trừ hoàn toàn. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh này không có kế hoạch gửi các đơn vị chiến đấu tới Ukraine, nhưng kêu gọi các nước thành viên tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev. Trước đó, tờ Corriere della Sera của Ý đưa tin NATO dự kiến sẽ chính thức phản đối việc triển khai quân tới Ukraine. Theo dự thảo tài liệu chính sách sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của khối ở Washington, NATO sẽ tuân thủ nguyên tắc không hoạt động trên mặt đất mà truyền thông Ý mô tả sẽ là một trong những cụm từ chính trong hội nghị tới. Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu châu Âu ở Belgrade, giáo sư Stefan Gajic nhận định, thực tế hành lang trên bộ tại châu Âu mà Mỹ và NATO muốn chuẩn bị sẵn sàng chính là một Schengen quân sự ở châu Âu giống như Schengen chính trị, đảm bảo sự di chuyển liên mạch trên khắp châu Âu. Schengen là một khu vực gồm 27 quốc gia châu Âu thực hiện chính sách khu vực tự do, an ninh, công lý của Liên minh châu Âu. Chuyên gia Gajic nhận định, tôi không ngạc nhiên khi NATO và Mỹ muốn tạo ra một Schengen. Tôi muốn nhấn mạnh rằng lần cuối chúng ta có một khối Schengen châu Âu kiểu này là nước Đức thời Hitler và khi đó châu Âu bị kiểm soát và chúng ta có thể nói về điều tương tự vì các nước như Phần Lan đã vào NATO mà không có sự đồng ý của người dân của họ. Điều này đặc biệt đúng với người Phần Lan vì họ có truyền thống trung lập lâu đời.
Vấn đề về Schengen quân sự được NATO nêu ra vào năm 2017 sau khi xác định 3 loại rào cản khác nhau ở châu Âu: rào cản vật lý, rào cản pháp lý và rào cản quy định hành chính. Các rào cản vật lý mà họ đề cập đến là cơ sở hạ tầng giao thông hiện có trong Liên minh châu Âu-EU, rào cản pháp lý liên quan đến quyền chủ quyền của các quốc gia châu Âu trong việc từ chối quân đội NATO tiếp cận lãnh thổ của họ. Rào cản pháp lý được định nghĩa là các quy tắc gián tiếp cản trở hoạt động của liên minh, sự kiểm soát của cảnh sát, nghĩa vụ khai báo hàng hóa được vận chuyển, cấm sử dụng những tuyến đường cụ thể. Mặc dù vậy, ý tưởng về một khu vực di chuyển tự do không nhận được nhiều sự ủng hộ vào thời điểm đó. Hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine đã được NATO sử dụng để hồi sinh ý tưởng này bằng cách thổi phồng cái gọi là mối đe dọa từ Nga. Cuối tháng 11 năm 2023, NATO đã cảnh báo các thành viên rằng các thủ tục hành chính hiện có sẽ trở thành vấn đề trong trường hợp xảy ra xung đột giả định. Chia sẻ với Reuters, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hậu cần của NATO, GSEC, Trung tướng Alexander Sofren tuyên bố: "Chúng ta sắp hết thời gian, những gì chúng ta không làm được trong thời bình sẽ không sẵn sàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng xung đột." Reuters tiết lộ, ba lãnh đạo liên minh hiện đang đàm phán về việc tạo ra các hành lang quân sự trên khắp châu Âu trong khuôn khổ hệ thống Schengen quân sự. Kết quả của các cuộc đàm phán có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 7. Giáo sư Gajsik cho biết, "Tôi nghĩ rằng năm mà chúng ta đang ở, 2024, rất rủi ro vì NATO cảm thấy mối đe dọa hiện hữu với tư cách là một tổ chức quan liêu. Nếu ông Trump thắng cử, ông ấy có thể đưa Mỹ ra khỏi NATO." Trong nhiệm kỳ tổng thống trước, ông Trump liên tục đặt câu hỏi về lý do cơ bản đằng sau việc duy trì liên minh thời chiến tranh lạnh. Chuyên gia Gajsik nhận định, các nhà lãnh đạo NATO sẽ làm mọi cách, bao gồm cả các hình thức khiêu khích chống lại Nga, để ngăn ông Trump rời khỏi liên minh trong trường hợp ông giành chiến thắng.